Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao quốc tế của MNSport ngày 23 tháng 4. Zidane có thể dẫn PSG, Arsenal đánh mất lợi thế trong 12 ngày, Pochettino sáng cửa làm huấn luyện viên Chelsea là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Zidane có thể dẫn PSG. Taylor Gibbs, cựu huấn luyện viên Real Madrid, hiện trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí thuyền trưởng thay thế Christopher Galtier. Giới chủ Qatar tin rằng họ sẽ thuyết phục được Zidane lên nắm quyền. Nguồn tin cũng khẳng định ông Galtier chỉ tiếp tục công việc trong trường hợp câu lạc bộ thủ đô Paris không tìm được huấn luyện viên phù hợp thay thế. Cá nhân Zidane nhiều lần từ chối PSG bởi ưu tiên của huyền thoại người Pháp là dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Dù vậy, giấc mơ của Zidane không thành sau khi Liên đoàn bóng đá Pháp quyết định tái ký hợp đồng với huấn luyện viên Didier Deschamps. Gần đây Zidane tiết lộ sẽ sớm trở lại với công việc huấn luyện, khả năng bắt đầu trong mùa hè 2023. Sau khi từ chức huấn luyện viên trưởng Real Madrid vào năm 2021, Zidane chưa có biến động mới. Chiếc ghế của huấn luyện viên Galtier không còn được đảm bảo. Trong năm 2023, PSG phải trải qua 8 trận thua, nhiều gấp đôi so với số trận thua của họ trong cả năm 2022. Do đó, ông chủ Qatar sẽ tìm kiếm một nhà cầm quân mới cho cả mùa giải. Bản thân huấn luyện viên Galtier không thể quản lý phòng thay đồ gồm nhiều cầu thủ có cá tính mạnh tại PSG. Để trị một đội hình toàn sao, PSG cần vị thuyền trưởng cứng rắn và có uy tín hơn. Arsenal đánh mất lợi thế trong 12 ngày. Không ai có thể ngờ rằng Arsenal bị cầm hòa 3 trận liên tiếp trong vòng 12 ngày, dù trước đó họ từng tạo nên mạch 7 trận thắng liên tiếp. Pháo thủ thấy mình vẫn ở ngôi đầu, một vị trí quen thuộc kể từ tháng 11 năm ngoái, kích biệt là 5 điểm, nhưng đó là vì Man City đang chơi ít hơn họ 2 trận mà thôi. 3 trận liên tiếp, Arsenal đánh rơi 6 điểm là đòn giáng mạnh cho tham vọng vô địch của đoàn quân Mikel Arteta. Với phong độ thế này, pháo thủ rõ ràng đang tự dưng cúp vào tay Man City, đối thủ mà họ sẽ phải chạm trán vào ngày 27 tháng 4 tới đây tại Etihad. Nếu ở trận trước, Arsenal bị trừng phạt sau khi dẫn Liverpool và West Ham cách biệt 2 bàn trước khi khổ sở vì bị rơi 2 điểm, thì đêm qua tình hình còn đáng lo ngại hơn thế. Đội chủ sân Emirates để đội khách Southampton xếp cuối bảng dẫn trong vánh 2 bàn chỉ sau 14 phút. Martinelli rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Arsenal ở phút 20, nhưng đến phút 66, Southampton lại tạo ra được khoảng cách 2 bàn. Rất may cho pháo thủ là Odegaard và Saka kịp lên tiếng vào cuối trận cứu họ thoát thua. Nhưng nhìn chung kết quả ấy cũng chẳng khác nào một thất bại với chính họ. Pochettino sẵn cửa làm huấn luyện viên Chelsea. Trong những ngày gần đây, Chelsea liên tục tổ chức các cuộc đàm phán với các ứng cử viên cho vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng, và Pochettino là một trong số đó. Theo Independent, chủ tịch Topoli đã ấn tượng với tầm nhìn, được đánh giá là rất rõ ràng của chiến lược gia người Argentina. Các thành viên trong ban lãnh đạo của Chelsea cũng có cảm nhận tương tự. Gold cũng đánh giá Pochettino khá sáng cửa dẫn dắt Chelsea. Việc ông từng dẫn dắt Tottenham, đội bóng kình địch cùng thành phố với The Blue không phải là vấn đề. Huấn luyện viên Pochettino cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc tại ngoại hạng Anh. Trước khi đến Spurs, ông có quãng thời gian ngồi trên chiếc ghế nóng tại Southampton. Trước đó, hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí huấn luyện viên trưởng của Chelsea là Luis Enrique và Nagelsmann đã không còn hứng thú với công việc dẫn dắt Chelsea. Chelsea đã trải qua mùa giải thiếu ổn định sau khi đổi chủ. Tại ngoại hạng Anh, họ chỉ đứng thứ 11 với 39 điểm sau 31 trận. Ở Champions League, đội bóng này bị Real Madrid đánh bại tại tứ kết với tổng tỷ số 0-4. Thành tích vứt bát khiến họ buộc phải sa thải huấn luyện viên Graham Potter. Thời điểm này, huyền thoại của Chelsea Frank Lampard đang giữ vai trò huấn luyện viên tạm quyền. Cựu tiền vệ người Anh sẽ làm việc đến hết mùa giải này. Neymar muốn trở lại Brazil. Neymar đang có mặt ở quê nhà Brazil điều trị chấn thương. Hôm 21 tháng 4, anh đến sân Ubano Caldeira để theo dõi màn so tài giữa Santos và Italiano. Thuộc vòng thứ 2 của vòng bảng Siêu cúp Nam Mỹ, giải đấu câu lạc bộ uy tín chỉ xếp dưới Copa Libertadores của bóng đá Nam Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Global Esports của Brazil về khả năng khoác áo Santos, mũi nhọn sinh năm 1992 khẳng định: "Tôi sẽ trở lại đây, chơi bóng vào một ngày không xa. Thật tuyệt khi được trở về, tôi cảm thấy như ở nhà vậy. Thật không may, Santos chỉ có một trận hòa, tôi muốn đội giành chiến thắng. Tôi đến đây để cổ vũ cho Santos và nhận được tình cảm của người hâm mộ. Đây là câu lạc bộ đã cho tôi mọi thứ, mở ra những cánh cửa cho tôi và gia đình tôi, đưa tôi ra thế giới." Neymar hiện sẽ ngồi ngoài hết mùa giải 2022-2023. Cựu sao Barcelona gặp khó khăn trong việc duy trì một suất đá chính ở đội hình PSG trong thời gian dài. Vấn đề về thể lực, tiền sử chấn thương khiến Neymar thường xuyên phải làm bạn với giường bệnh. PSG muốn chia tay Neymar để giảm phí lương. Anh đang nhận mức thu nhập 4,08 triệu euro một tháng tại thủ đô Paris. Dù vậy, đội chủ sân công viên các hoàng tử e ngại Neymar có thể không vượt qua được cuộc kiểm tra y tế ở bên đỗ mới trong trường hợp họ đạt được thỏa thuận chuyển nhượng. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao quốc tế ngày 23 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của MNSport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.